Xuống Hà Nội làm thì được 10 ngày rồi, nhưng làm được 10 ngày thì bắt đầu dính Covid nhưng không đi làm được. Bắt là kết dán như thế này không đi làm được thì mình ở nhà thì mình cũng sốt ruột nhưng khó khăn lắm. Nhưng ở nhà thì con còn nhỏ, còn hai con còn nhỏ, nhưng ông bà đi trông nhà cho nhưng còn nợ nhiều nữa, khó khăn quá. Nợ ngân hàng 200 triệu. Nhưng xuống làm như thế này không đi làm được. Nhưng mình muốn về thì bảo con ở nhà đón bố mẹ, con còn nhỏ không có tiền đi đón bố mẹ về đấy. Nhưng ăn uống thì từ thiện đấy cho 2 3 hôm uống ăn uống rồi, nhưng đỡ 2 3 hôm rồi, nhưng nếu không có từ thiện đấy cơm cho ăn uống thì ăn mì tôm. Mắc kẹt Hà Nội thì ăn mì tôm suốt ngày. Mình mong muốn thì hết Covid làm được nhiều tiền về cho các con vui, ông bà vui. Tôi đang ở với 20 người. Hiện tại bây giờ là hoàn cảnh của anh em là rất khó khăn, nhất là anh em ở trên vùng cao Điện Biên. Bây giờ là giãn cách, không có việc làm và cũng không có thu nhập để gửi về gia đình. Vâng, từ ngày giãn cách xã hội đến nay thì anh em chúng tôi sống rất là vất vả và không có đồng lương, không có công ăn việc làm, và ở trong không gian rất chật hẹp, nóng bức và không đi đâu được. Ngôi nhà này nó rơi khoảng tầm 50 mét vuông và anh em là phải trải chiếu nằm hết xuống đất, không có không gian đi lại, rất chật hẹp. Bây giờ là khó khăn nhất là bây giờ là anh em, nhất là anh em trên vùng cao, là hiện tại là không có công ăn việc làm, không có thu nhập để gửi về gia đình. Và đến không biết đến bao giờ là hết giãn cách để anh em có thể hoạt động được, mà bây giờ thì về không về được, ở thì cũng vất vả, không thu nhập thì anh em cũng đang trong tình trạng là khó khăn. Vâng, bây giờ là chính xác là chúng tôi là đang mắc kẹt ở đây, không đi đâu được và cũng không có cách nào để xoay sở công ăn việc làm cho công việc thu nhập. Là chúng tôi rất mong muốn có sự hỗ trợ để hỗ trợ anh em công nhân một phần nào về kinh tế để anh em có thể là gửi về gia đình, để gọi là cho các mọi người ở nhà đấy còn học hành ăn uống. Tại vì là anh em trên vùng cao là thật sự là rất khó khăn, vì là đi xuống đây là chỉ mong có đồng lương để gửi về để cho gia đình gọi là sinh hoạt ăn học của các cháu, chứ bây giờ mà cứ mắc kẹt mãi thế này thì anh em rất là khổ, mà chủ cũng khổ. Những ngày này thì chúng tôi cũng cứ trêu đùa nhau để cho nó sống qua cái đợt dịch bệnh này thôi, chứ còn gọi là bảo nhau là cùng cố gắng vượt qua cùng chủ để sao là công việc dịch bệnh này nó sớm dập tắt được, là anh em chúng tôi có thể đi làm được.